Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể mở tài khoản ngân hàng tại nhà ngay trên ứng dụng Tinet. Thì Tinet là ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động được phát hành bởi ngân hàng MSB ha. Thì MSB thì đa số chúng ta đều biết rồi đúng không? MSB là ngân hàng hàng hải Việt Nam. Rồi còn bạn nào mà không biết MSB là ngân hàng nào thì các bạn có thể lên Google ha, các bạn sẽ gõ MSB ha. Đây, MSB là ngân hàng gì này? Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái thông tin ha. Đó. Đây. Vào trang wiki đọc ha. Đó, thì đây là cái thông tin ngân hàng MSB này. Đó. MSB là ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, viết tắt là MSB. Tổng tài sản là 123.000 tỷ đồng. Chi nhánh là gần 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Rồi thì cái app Tinet là được phát hành bởi ngân hàng MSB ha. Đó. Cũng giống như các app của ngân hàng khác như MB Bank, OCB hay là BIDV mình có chia sẻ các bạn á, thì Tinet cũng là ứng dụng xài rất là ok. Và theo mình thấy thì ứng dụng này nó không có bị tình trạng đơ máy. Nói chung là app này sử dụng rất là ok ha. Mình chưa thấy ai phàn nàn về ứng dụng này hết. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái ứng dụng Tinet để mình cho các bạn xem một số thông tin ha. Đây thì đây là ứng dụng Tinet ha. Tinet thiết kế giao diện rất là bắt mắt ha. Đây các bạn có thể thấy này, nhìn rất là hiện đại ha. Đây thì mình sẽ vào cái phần trợ giúp ha. Đây, một số câu hỏi thường gặp ha. Đó, thì mình sẽ nhấp vào xem này. Thì đây là một số thông tin mà khách hàng thường thắc mắc khi mà sử dụng cái dịch vụ bên Tinet ha. Đây, thì tiền trong tài khoản Tinet có phải là tiền thật không? Thì tiền trong tài khoản Tinet là tiền thật và được bảo chứng bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam. Bạn có thể nạp rút tiền, mua bán các sản phẩm dịch vụ dễ dàng qua tài khoản Tinet. Đó. Rồi rút tiền tại ATM có mất phí không này? Đó, bạn được hoàn toàn miễn phí khi rút tiền mặt tại ATM ha. Rồi thì có rất là nhiều cái thông tin trong này thì mình sẽ không thể nào mà đọc hết các cái thông tin trong này được. Thì sau khi bạn đăng ký xong thì bạn có thể vào trong này để tham khảo ha. Nói chung là đối với ứng dụng này thì các bạn sẽ chuyển tiền rút tiền miễn phí ha. Rút tiền tại cây ATM cũng miễn phí luôn. Ngoài ra là các bạn không cần phải duy trì số dư trong tài khoản nhé. Đó, các bạn sẽ không cần phải duy trì số dư trong tài khoản của mình ha. Đó. Đây, số dư tài khoản của mình là 0 đồng này, vẫn được sử dụng bình thường ha. Đó. Rồi, khi các bạn đăng ký tài khoản Tinet thì các bạn sẽ đăng ký hoàn toàn miễn phí ha. Và sau khi đăng ký xong các bạn sẽ được tặng 20.000 trong tài khoản. Đây, sau khi bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được là 20.000 trong tài khoản này ha. Đó. Ở cái phần Energy này ha. Và cái số tiền 20.000 này các bạn chỉ dùng để nạp tiền điện thoại hoặc là thanh toán các cái hóa đơn trong này thôi ha. Chứ các bạn không rút về tài khoản được nhé. Có nghĩa là trong này có hai cái phần ha. Đây, cái phần này là cái số dư tài khoản của bạn nhé. Đó, nó giống như là số dư tài khoản ngân hàng á. Còn cái phần bên này, cái phần Energy này có nghĩa là cái phần thưởng sau khi bạn đăng ký. Hoặc nếu các bạn giới thiệu bạn bè đăng ký thì các bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng ở bên này ha. Tuy nhiên cái phần thưởng bên này thì bạn sẽ không rút về tiền mặt mà các bạn sẽ dùng để mua thẻ cào hoặc là thanh toán các cái hóa đơn trong này ha. Đó, view như vậy. Ở đây thì mình đang có số tiền 2 triệu là do là mình nhận được từ việc giới thiệu bạn bè ha. Tức là mình giới thiệu bạn bè sử dụng cái ứng dụng này thì mình sẽ nhận được tiền thưởng ha. Đó, sau khi đăng ký xong thì bạn cũng có thể giới thiệu ứng dụng này cho người khác thì cả bạn và người đó sẽ nhận được 20.000. Đó, cách giới thiệu và nhận thưởng thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn ha. Đó. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng Tinet trước. Rồi, thì để mà cài đặt ứng dụng Tinet về điện thoại, các bạn sẽ lên Google cho mình ha. Các bạn sẽ gõ cho mình cái đường link là trangyalin.com/tinet. Trong trường hợp các bạn gõ cái đường link mà nó không có loát thì các bạn sẽ gõ lại cho mình nhé. Đó, thì hệ thống sẽ chuyển các bạn tới cái Google Play hoặc App Store. Thì các bạn sẽ nhấn vào cài đặt giúp mình nhé. Nhấn vào cài đặt này. Các bạn đợi lúc để mình cài đặt ứng dụng về máy nhé. Cái ứng dụng này thì đăng ký rất là dễ thôi. Nó không khó như những cái ứng dụng kia ha. Rồi sau khi cài đặt xong các bạn sẽ nhấp vào mở nhé. Rồi,
Tiếp theo các bạn sẽ điền thông tin của mình vào đây ha. Các bạn sẽ nhập số điện thoại, email, tạo mật khẩu ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập email của bạn vào đây nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tạo mật khẩu này. Cái mật khẩu này các bạn phải tạo ít nhất là 6 ký tự, bao gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt nhé. Đây, ký tự đặc biệt là những cái ký tự này này. Thì bây giờ mình sẽ tạo mật khẩu này, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nhé, các bạn nhớ nhé. Và lưu ý là các bạn tạo mật khẩu xong thì các bạn phải nhớ nhé, để sau này các bạn có thể đăng nhập. Còn nếu mà quên mật khẩu thì các bạn sẽ lấy lại mật khẩu rất là phức tạp nhé. Các bạn phải nhớ nhé, hoặc nếu các bạn không nhớ thì các bạn sẽ ghi chép lại cho mình nhé. Đó, sau khi mà nhập mật khẩu xong thì các bạn nhấn tiếp tục này. Đó, ở đây thì nó hỏi là cho phép Linux chụp ảnh và quay video, thì các bạn nhấn cho phép cho mình nhé. Các bạn nhấn cho phép, rồi cho phép ghi âm này, cho phép luôn. Tiếp theo là các bạn sẽ chụp hình chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước nhé. Thì các bạn sẽ nhấn tiếp tục này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đặt hình chứng minh nhân dân của mình vào trong cái khung hình này nhé. Và các bạn nhớ là hình chứng minh nhân dân phải đủ sáng này, rõ nét, không bị lóa nhé. Đây, mình sẽ để hình chứng minh của mình vào đây. Các bạn sẽ đặt trong cái khung hình nhé. Cho nó vừa khung hình này, phải rõ ràng nhé. Không bị chói, không lóa nhé. Rồi, các bạn nhấn vào chụp ảnh này. Các bạn nhấn vào cái hình tròn màu xanh này để chụp hình này. Đó. Rồi, tiếp theo này, nếu các bạn thấy hình nó mờ thì các bạn sẽ nhấn chụp lại ảnh khác. Còn nếu không thì các bạn nhấn vào sử dụng ảnh này nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chụp hình chứng minh nhân dân đằng sau nhé. Chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước nhé. Đó, mình sẽ nhấn vào chụp này. Rồi, các bạn sẽ nhấn vào sử dụng ảnh này nhé. Rồi, tiếp theo là đến bước các bạn sẽ quay khuôn mặt của bạn nhé. Các bạn sẽ quay theo hướng dẫn của nó này. Ví dụ như là quay sang phải này, chớp mắt này, rồi mỉm cười này, quay sang trái này. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhé. Nếu mà nó không chấp nhận thì bạn sẽ quay lại cho mình nhé. Khi nào mà nó nhảy tích xanh hết là có nghĩa là ok nhé. Hoặc nó mà yêu cầu các bạn thử lại thì các bạn cứ quay lại nhé. Rồi tiếp theo này, nó sẽ hiện ra cái thông tin của các bạn này. Các bạn sẽ điền hết tất cả thông tin ở trên này cho mình nhé. Đây, ví dụ như số căn cước. Rồi tiếp theo này, nơi cấp. Các bạn sẽ điền hết thông tin nhé. Cái nào mà chưa có thì bạn điền vào. Đó. Địa chỉ thường trú này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhấn lưu thông tin nhé. Đó, nó yêu cầu cái gì thì các bạn cứ điền vào nhé. Địa chỉ hiện tại này. Rồi các bạn nhấn lưu thông tin này. Đó, các bạn sẽ điền hết cái thông tin trong này nhé. Ví dụ như nghề nghiệp của tôi này, các bạn có thể chọn nghề nghiệp của các bạn, sinh viên hoặc là khác nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào tôi xác nhận này. Đó, rồi tôi đồng ý này. Đó, rồi các bạn sẽ kéo cái thân này sang bên phải nhé. Đó, các bạn phải điền hết thông tin nhé. Rồi tiếp theo là nó sẽ gửi mã OTP về điện thoại này. Đó, thì các bạn sẽ nhập vào đây 952003. Ê, nhầm rồi. Gửi lại OTP này. Rồi, nó báo là đăng ký thành công rồi nhé. Cảm ơn bạn. Yêu cầu mở tài khoản của bạn đã được Tinet tiếp nhận và xử lý. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi tài khoản được mở. Thì các bạn nhấn đồng ý nhé. Đó. Rồi tiếp theo bạn sẽ nhấn đăng nhập này. Đăng nhập theo cái mật khẩu các bạn vừa đăng ký hồi nãy nhé. Các bạn phải nhớ cái mật khẩu của bạn nhé. Nếu không nhớ thì bạn sẽ lưu lại cho mình. Rồi điền mật khẩu xong thì các bạn sẽ nhấn đăng nhập này. Nó báo là số điện thoại của bạn đã được đăng ký, xin vui lòng chờ phê duyệt. Có nghĩa là các bạn phải đợi nó phê duyệt đã thì các bạn mới đăng nhập được nhé. Rồi thì sau khi các bạn đăng ký thì khoảng 2-3 tiếng sau các bạn sẽ đăng nhập lại cho mình nhé. Đây, mình sẽ đăng nhập lại này. Nó sẽ không thông báo cho bạn qua tin nhắn đâu. Các bạn cứ để khoảng 2-3 tiếng sau các bạn sẽ đăng nhập lại cho mình nhé. Các bạn sẽ nhập mật khẩu vào, sau đó các bạn sẽ nhấn đăng nhập nhé. Tiếp theo nó sẽ hiện ra cái phần để mà các bạn có thể nhập mã giới thiệu này. Đây, nhập số điện thoại giới thiệu, nhận quà liền tay này. Thì sau khi bạn nhập mã giới thiệu của mình, các bạn sẽ nhận được là 20.000 trong tài khoản nhé. Các bạn sẽ nhập cho mình mã giới thiệu là 0838383581. Đó. Các bạn sẽ nhập mã cho mình nhé. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào nhận quà này.
Đó thì sau khi bạn nhập mã xong thì bạn sẽ nhận được thông báo này. Đó. Sau khi đăng nhập mà các bạn không thấy được cộng 20.000 thì các bạn cứ nhấn vào đâu đó nhé để các bạn load lại. Các bạn load lại nhé thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của mình được cộng 20.000 năng lượng này. Rồi, thì cái ứng dụng TNET này có rất là nhiều tính năng hỗ trợ người dùng. Ví dụ các bạn có thể đăng ký làm thẻ cứng ở trong này luôn ha. Có nghĩa là các bạn sẽ làm thẻ ATM ở trong này luôn. Sau khi đăng ký xong vài ngày thì các bạn sẽ nhận được thẻ ngay tại nhà luôn. Tức là họ sẽ giao thẻ tại nhà cho bạn nhé. Hoàn toàn miễn phí ha, giao thẻ hoàn toàn miễn phí ha. Đăng ký làm thẻ TNET á, các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần thẻ TNET này. Nhấp vào thẻ TNET ha. Nếu các bạn không thấy các bạn có thể kéo qua nhé. Nhấp vào cái phần thẻ TNET này. Đó. Sau đó các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần là phát hành thẻ miễn phí ha. Phát hành thẻ miễn phí này các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó các bạn sẽ điền địa chỉ này. Rồi cái gì đây? Tên trường tiểu học đầu tiên này. Thì các bạn cứ làm theo yêu cầu người ta ha. Tức là để người ta xác minh đúng cái địa điểm ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo và xác nhận là được ha. Ở đây thì mình sẽ không đăng ký làm thẻ ở nhà. Đó, mình sẽ thoát ra lại ha. Ngoài ra, khi các bạn chuyển tiền đến ngân hàng khác thì các bạn sẽ chuyển tiền hoàn toàn miễn phí ha. Rồi các bạn sẽ không cần phải duy trì số dư trong tài khoản ha. Đối với những ngân hàng khác thì các bạn cần phải duy trì số dư tài khoản là khoảng 50.000 gì đó. Nhưng mà đối với TNET thì không ha. Các bạn có thể thấy ha. Ở đây số dư của mình là 0 đồng nhưng mà mình vẫn sử dụng được ha. Mình vẫn rút tiền về bình thường. Đó, mình vẫn nhận tiền bình thường ha. Tuy nhiên chỉ có một điều là nếu các bạn chỉ có đăng ký online mà không ra ngân hàng định danh, các bạn sẽ bị hạn chế một số chức năng. Ví dụ như là hạn mức chuyển tiền chẳng hạn. Nếu mà các bạn không định danh thì hình như là các bạn chỉ được chuyển tối đa là mấy chục triệu đó thôi. Tức là một ngày các bạn chỉ chuyển tối đa bao nhiêu đó thôi ha. Chứ các bạn không được chuyển nhiều ha. Mình thì ít khi chuyển tiền, đa số là mình giới thiệu ứng dụng và nhận thưởng thôi. Đây, giống như ở đây là cái số tiền thưởng mà mình đã nhận được từ việc giới thiệu bạn bè ha. Đó, đây là tiền thưởng trong tháng này. Với cái số tiền này thì mình chỉ được thanh toán hóa đơn hoặc là nạp các cái thẻ điện thoại thôi. Còn nếu mà muốn rút về tài khoản thì thực tế là vẫn được nhá. Nhưng mà các bạn phải mua thẻ cào. Đó, tức là các bạn phải mua thẻ cào trong này ha. Cái cách này là mình tự làm thôi chứ không có ai hướng dẫn hết. Tức là với cái số tiền giới thiệu bạn bè này, các bạn sẽ không được chuyển về cái tài khoản ngân hàng của các bạn ở đây ha. Nếu các bạn muốn rút về ha, thì các bạn phải mua thẻ cào trước, phải mua thẻ điện thoại trước. Đó, các bạn sẽ mua mệnh giá điện thoại. Sau đó các bạn sẽ nạp cái mã thẻ này vào một cái trang web thứ hai. Thì thường mình hay nạp vào cái trang là đây. Đây thì mình hay nạp tiền vào cái website này ha. Tức là điểm rút tiền về thì các bạn phải dùng thẻ cào đổi sang tiền mặt ha. Có nhiều nơi thì họ thu mua thẻ cào, sau đó thì họ sẽ trả tiền mặt cho mình. Tuy nhiên thì khi mà đổi thẻ cào sang tiền mặt như vậy á, thường thì các bạn sẽ phải mất 20% số tiền các bạn có nhá. Đó. Ví dụ như ở đây trong cái tài khoản TNET của mình có 2 triệu thì mình sẽ dùng để đổi sang tiền mặt. Mình sẽ mua thẻ cào đổi sang tiền mặt thì khi mà mình rút về tiền mặt thì mình chỉ còn lại là khoảng 1 triệu 6 thôi. Đó. Đó thì tùy các bạn ha, nếu các bạn chấp nhận rút về tiền mặt và mất phí thì các bạn có thể làm theo cách của mình. Còn không thì các bạn có thể dùng để mà nạp thẻ cào hoặc là thanh toán hóa đơn hoặc là mua sắm trong này ha. Các bạn có thể mua sắm ở trong này này, trong này có phần mua sắm ha. Đây, ví dụ như mua sắm ẩm thực này, giải trí này, giáo dục thời trang này, nhà cửa, sức khỏe. Đó, các bạn có thể tham khảo ha. Còn trong trường hợp các bạn muốn rút về tiền mặt thì mình có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể xem lại video hướng dẫn của mình ha. Mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới mô tả video cho bạn nhé. Rồi, thì các bạn có thể đăng ký tài khoản TNET để sử dụng dịch vụ miễn phí ở trong này. Hoặc nếu các bạn muốn kiếm tiền với TNET thì các bạn sẽ hướng dẫn khách hàng, hướng dẫn bạn bè đăng ký như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn ha. Mình quên hướng dẫn các bạn cách lấy link giới thiệu ha. Thì để mà lấy link giới thiệu các bạn sẽ vào cái phần thêm bạn thêm vui ở dưới màn hình đây ha. Nhấp vào thêm bạn thêm vui này, nhấp vào đây. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy cái mã giới thiệu này. Đây ha. Thì các bạn nhấn tay vào đây, các bạn nhấp tay vào đây. Thì nó sẽ tự động hiện ra cái nút sao chép này. Các bạn sẽ sao chép nhé, sau đó các bạn sẽ gửi sang Facebook, Zalo ha. Hoặc là các bạn có thể lưu lại cái đường link này. Các bạn có thể lưu lại cái đường link này trên truyền file ha. Và mỗi lần giới thiệu thì các bạn chỉ cần copy cái đường link này và gửi cho bạn bè là được.
mỗi người sẽ có một cái đường link khác nhau nhé. Đây các bạn sẽ copy cái link này nhé. Còn đây là cái mã giới thiệu của bạn ha. Đó. Thì các bạn sẽ gửi cái đường link này cho bạn bè để người ta đăng ký nhé. Thực ra thì không cần nhấp vào cái đường link này mà chỉ cần nhập mã cũng được. Chỉ cần nhập mã thì các bạn cũng có hoa hồng ha. Không, nếu mà không nhấp vào cái đường link đó thì người ta có thể lên CH Play, có thể tự lên CH Play, tự tải về cũng được. Nhưng mà phải nhập mã nhé. Phải nhập mã thì các bạn mới có hoa hồng ha. Và người kia cũng vậy ha. Thì các bạn sẽ kêu bạn bè của bạn nhập cái mã là số điện thoại của các bạn nhé. Cái số điện thoại lúc các bạn đăng ký ấy, thì cả bạn và người kia đều sẽ nhận được 20.000. Đó. Và cái số tiền này thì các bạn có thể dùng mua thẻ cào hoặc là thanh toán hóa đơn hoặc là mua sắm online ha, vân vân ha. Còn nếu mà các bạn muốn rút về tiền mặt á, thì như mình nói hồi nãy á, các bạn có thể xem lại cái video hướng dẫn đổi thẻ cào về tiền mặt ở dưới mô tả video của mình nhé. Đó. Rồi ứng dụng này thì chuyển tiền rút tiền hoàn toàn miễn phí ha. Và không yêu cầu phải có số dư trong tài khoản. Đó, cũng không yêu cầu phải ra ngân hàng định danh luôn. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay dịch vụ ở trong này ha. Rồi vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách để mở tài khoản ngân hàng số tại Tinet ha, ngân hàng MSB. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.